một dự án mới dành cho các dân chú ở Bến Tre đang được mình hoàn thành. Đó gọi là bãi biển nhân tạo thu nhỏ. Bãi biển này sẽ nằm trong một cái khu vườn dừa, và mình sẽ hoàn thành nó trong tháng 3 âm lịch để gửi tới một cái vị đại gia ngọc. Mọi người đón xem nha.